so thirsty today. Same. So, I just had the most amazing yoga class, babe. Okay, tell me. Okay, well, first, like, the teacher put it up just how we like it. Yeah. She made it, like, super hot in there. Okay. Super hot. I was sweating a ton, and she was, like, really down for it. So. Yeah. So, we're, like, doing yoga how we normally, you know, how yoga starts. Yeah. And we were just sweating so, so much. And I know you weren't there or anything, but I kind of think that you would like to hear this, and maybe... Okay, tell me. So she was just sweating a ton, and we were sitting across from each other, and just kind of went over and tasted her, too, and she tasted so good, so sweet. I just had to keep doing it. She was a little bit like, why are you doing that? But she was down for it, and we just kind of started getting a little touchy-feely. And, you know, I just stood up and I squirted all over her and she... You squirted on her? She loved it. Oh my god, that's so hot. Yeah, it was so hot and just, I came back. Yeah. I feel like another person, like, I just got all the sweat out of me and I just got all her sweat. Yeah. And we just ate it all and we just tasted each other. It was just the most amazing thing ever. Oh my god, that sounds awesome. I want to go. I want to join. That's what I want you to do. I want you to come with me because I think it's perfect for us. And, like, you know, maybe if she's not very good, we can, like, all play with each other. Yes. I want to do that. So do you? You should remember a little bit of this from before. Yeah. Okay. Excuse me. I'm sorry. Do I have to tell you about it? I just thought I got a taste of it. Okay. No. All right. So back to the yoga class, ladies. Okay. This is what you're paying me for. So get into this position. You're going to stretch your back muscles out. And breathe in and breathe out. No, you want your butt to hit the bottom of your feet, almost not in the air. There we go. And then you're going to go from this. You're going to go straight up onto your belly, elbows, and up to the sky. And that's going to really stretch out your abs and your back. Definitely starts bringing up the temperature. I know. It's like hot. And then we're going to do that. I drank so much water, dude. We both did. And then we're going to do that one more time, ladies. Back down. Put your head in between. Okay. Good. And now go all the way back down and up to the sky again. Make sure you're looking up, following it all the way through. All the way. Ladies, ladies, I thought you brought me here on my day off to teach you some yoga. No, I mean, we're so we should get back to some yoga, you know, we're gonna relax some muscles. I know, but maybe, I kind of am thirsty though. I'm really thirsty. You're thirsty. Okay, would you like to get a drink or do you want to keep going? Maybe we should just keep going. Yeah, let's just keep going. Okay, perfect. All right. Ở Colombia, một tên trùm tội phạm đang có khoảng thời gian vui vẻ với một phụ nữ trong bể sục thì bất ngờ một phát súng nhanh của một tay súng bắn tỉa đã giết chết hắn ngay dưới nước. Trong khi đó ở Virginia, một cựu lính thủy đánh bộ đang dành buổi tối trong một nhà nghỉ khi uống rất nhiều rượu. Sau khi xem một số bức ảnh về đội cũ của anh ấy và nhớ có bao nhiêu người trong số họ không còn ở đây nữa, chưa kể PTSD do chiến tranh để lại, anh ấy chộp lấy một khẩu súng và quyết định tự mình kết thúc mọi thứ. Vài ngày sau, một đám tang được tổ chức để vinh danh anh. Trung sĩ Brandon, cựu thành viên của đội hải quân quá cố, đau buồn cho người bạn cũ của mình và bày tỏ sự bối rối trước lựa chọn của anh ấy, tự hỏi làm thế nào mà một huyền thoại lại có thể kết thúc như vậy. Bạn của anh ấy, thiếu tá Miller, nhắc anh ấy rằng công việc của họ có thể ảnh hưởng đến tâm trí của một người lính, khiến Brandon tự hỏi liệu điều đó có bao giờ xảy ra với anh ấy không. Miller cũng có một nhiệm vụ mới cho Brandon ở Colombia để giúp DEA giải quyết một vụ án quan trọng. Brandon từ chối vì anh ta có nỗi đau cần giải quyết, nhưng Miller phớt lờ anh ta và chỉ bắt anh ta lấy chiếc xe đã đợi sẵn để đưa anh ta lên máy bay riêng của cơ quan. Giờ sau, Brandon đến Bogota và người lái xe đón anh ấy không thể ngừng hâm mộ anh ấy vì Brandon nổi tiếng với sự nghiệp tuyệt vời của mình với tư cách là một tay bắn tỉa ưu tú. Khi họ đến trụ sở cảnh sát quốc gia, Brandon gặp Santiago, sĩ quan được chỉ định làm người quan sát anh ta, và đại úy Gaza, lãnh đạo cảnh sát hoạt động như một liên kết giữa cảnh sát Colombia và DEA Hoa Kỳ. Cuối cùng, có trung sĩ xạ thủ bậc thầy Beckett, người cũng tình cờ là cha của Brandon. Mặc dù họ rất vui khi gặp lại nhau sau một thời gian, nhưng hai cha con vẫn gọi nhau bằng cấp bậc của họ để giữ tính chuyên nghiệp. Cuộc họp bắt đầu và Brandon biết được mục tiêu của mình là Morales, trùm băng đảng ở Colombia.
đế chế của hắn kiểm soát 60% các tuyến hàng lậu đến biên giới Mỹ và chuyên tuyển mộ trẻ em đường phố để nuôi dạy chúng trở thành côn đồ của hắn. Mạng lưới của anh ta không thể lần ra và không ai nhìn thấy anh ta trong 10 năm, nhưng bây giờ anh ta đã trở lại và họ biết điều này bởi vì trong vài ngày qua, tất cả các đối thủ của Morales đều đã chết giống như người đàn ông trong bể sục. Độ khó của phát súng đó cho thấy tay bắn tỉa này là cựu quân nhân và Morales hẳn đã thuê anh ta để thoát khỏi cuộc thi. Thông tin tình báo gần đây cho thấy Morales sẽ sớm đến trang trại của anh ta và các đặc vụ muốn có Brandon dự phòng trong khi họ đột kích vào nơi này. Nhưng Brandon đã từ chối họ vì anh ta không thích trông trẻ. Một cuộc tranh cãi xảy ra đột ngột bị gián đoạn bởi đặc vụ kết từ DEA. Người rất tức giận vì họ bắt đầu cuộc họp sớm hơn mà không có cô ấy và đây là hoạt động của cô ấy. Cô ấy đã mang tất cả thông tin về trang trại để họ nghiên cứu và muốn biết liệu Brandon có thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc hay không. Brandon thừa nhận rằng anh ấy ghét lại nhiệm vụ này nhưng anh ấy hứa sẽ làm như đã nói. Ngày hôm sau, các đặc vụ DEA có kết cùng với cảnh sát của Gaza tiếp cận trang trại trong khi Brandon trốn trong rừng với Santiago. Beckett xem đường truyền trực tiếp từ văn phòng, nơi anh tham gia cùng với đặc vụ Samson của Bộ An ninh Nội địa, người lo lắng rằng Beckett và Kết đang lãng phí thời gian và nguồn lực vào thông tin tình báo chưa được xác nhận. Đội đậu xe tải của họ ở một khoảng cách an toàn và bí mật đi bộ tiếp cận sử dụng cây để che cho đến khi thời điểm đến ngay sau khi Beckett cho phép họ cả nhóm xông vào và phá cửa ngôi nhà. Nhưng phát hiện ra điều này kích hoạt một cái bẫy và toàn bộ tòa nhà phát nổ. Các đặc vụ ở phía sau cố gắng sống sót sau vụ nổ nhưng những người ở phía trước đều chết ngoại trừ Gaza. Người bất ngờ bị thương ở chân bởi tay súng bắn tỉa do Morales thuê. Kết người đang trốn sau chiếc xe nông trại quyết định đến chỗ anh ta để cố gắng giúp anh ta trốn thoát. Nhưng ngay khi cô đón anh ta, tay súng bắn tỉa lại bắn và giết chết Gaza ngay tại chỗ. Phát bắn này cho phép Brandon tìm ra vị trí của kẻ thù và bắn trả. Nhưng tay bắn tỉa kia đã kịp thời tránh được viên đạn và bỏ chạy trước khi Brandon có thể thử lại sau đó tại nhà ga. Samson tức giận yêu cầu một lời giải thích về những gì đã xảy ra. Và họ đi đến kết luận rằng ai đó trong lực lượng cảnh sát hẳn đã bán thông tin. Keto và Brandon cũng chỉ ra rằng tay bắn tỉa đã đợi kết ra ngoài thay vì bắn Gaza ngay lập tức. Nghĩa là cô ấy đã là mục tiêu của anh ta từ lâu và việc bắn vào chân Gaza chỉ là mồi nhử. Phát súng thứ hai không thành công chỉ vì kết đã vô tình đặt Gaza vào giữa cô và tay súng bắn tỉa. Samson muốn hủy bỏ toàn bộ chiến dịch nhưng Kết không chịu bỏ cuộc mà không có một cuộc chiến thích hợp nào và cuộc tranh cãi của họ kéo dài đến mức Brandon phải cắt ngang để đưa ra một thỏa thuận. Cả đội có 48 giờ để theo dõi kẻ thù và nếu họ thất bại thì họ sẽ chấp nhận về nhà. Sau khi cuộc họp kết thúc, Beckett nói với Brandon rằng tay bắn tỉa kia có thể biết anh ta là ai sau phát súng đó. Vì vậy anh ta nên cẩn thận. Sau đó, Brandon đi nhận phòng tại nhà an toàn của DEA ở Las Cruces, nơi anh ấy sẽ ở trong thời gian làm việc tại Colombia. Bất kể bao nhiêu lần các đặc vụ khác thề rằng an ninh là hàng đầu, Brandon vẫn cho rằng bất kỳ tay súng bắn tỉa tử tế nào cũng có thể dễ dàng bắn vào bất kỳ căn phòng nào. Trong khi đó, tay bắn tỉa được thuê bởi Morales, người được biết đến với cái tên El Diablo. Đang vui vẻ với bạn gái của mình thì đột nhiên bị gián đoạn bởi một cuộc gọi thông báo rằng Kết và Brandon đang ở trong ngôi nhà an toàn của DEA. El Diablo đã thất bại trong việc giết chúng một lần. Vì vậy đây là cơ hội để anh ấy sửa chữa lỗi lầm của mình. Trở lại với Brandon, anh đang đọc một bài báo trên mạng về cái chết của bạn mình. Trong đó đề cập đến cuộc khủng hoảng trong lực lượng vũ trang vì hầu hết các binh sĩ kết thúc nghĩa vụ với nhiều căn bệnh tâm thần khác nhau trên vai. Kết đột nhiên ngắt lời anh ta để cảm ơn vì sự hỗ trợ của anh ta trong cuộc họp, sau đó thừa nhận cô chưa bao giờ để mất một người đàn ông nào dưới quyền mình và đang phải vật lộn để đối phó với nó. Cô ấy cũng nghĩ rằng có điều gì đó kỳ lạ về cách Gaza bị bắn và Brandon đồng ý phát súng mà tay bắn tỉa thực hiện được là không thể thực hiện được theo các định luật vật lý. Kết giải thích rằng cô ấy không muốn tay súng bắn tỉa, cô ấy muốn Morales, nhưng Brandon chỉ ra rằng chính sự hẹp hòi của cô ấy đã khiến nhiều người thiệt mạng. Bị xúc phạm, Kết lao ra khỏi phòng, bật khóc ngay khi bước vào thang máy vì Gaza từng là bạn thân của cô và cô cảm thấy tội lỗi về cái chết của anh ta. Trong khi Brandon tiếp tục nghiên cứu các loại đạn mới và kiểm tra ca trực của Santiago bằng radio, Kết đi uống nước tại một quán bar nổi tiếng, nơi cô phải gây bạo lực với một kẻ quấy rối để tay hắn lang thang quá nhiều. Tiếp theo, cô gặp Carlos, một linh mục được cộng đồng yêu mến vì công việc của ông với những người gặp khó khăn. Carlos nghĩ Kết không thể chiến thắng một kẻ nguy hiểm như Morales và cô ấy nên bỏ cuộc, nhưng Kết vẫn không chịu bỏ cuộc, vì vậy Carlos quyết định chia sẻ thông tin ít ỏi mà anh có. Tay bắn tỉa được biết đến với cái tên El Diablo và vì anh ta được thuê bởi Oro, anh ta nên biết vị trí ẩn náu của mình. Trước khi rời đi, Carlos hứa sẽ liên lạc với Karen nếu anh ta có thể tìm ra bất cứ điều gì khác. Trở lại ngôi nhà an toàn, Santiago khẩn cấp gọi cho Brandon khi cuối cùng anh ta nhận thấy có điều gì đó nguy hiểm. Vì vậy Brandon lao lên mái nhà bằng chính vũ khí của mình. Santiago đã đúng, có một tay bắn tỉa ẩn nấp đằng xa và giờ Brandon và El Diablo đang kiên nhẫn chờ xem ai bắn trước. Brandon là người nổ súng đầu tiên nhưng El Diablo đã nhanh chóng né được viên đạn trước khi bắn trả. Khi anh ta nhảy ra khỏi đường và trốn sau một bức tường, Brandon quyết định ở lại đó một lúc, hy vọng khiến El Diablo tin rằng anh ta đã chết. Sáng hôm sau, nhóm lấy lại viên đạn và liên hệ với Miller qua một cuộc gọi video để hỏi ý kiến chuyên môn của anh ấy về chủ đề này. Đây là một viên đạn thông minh đi kèm với công nghệ dẫn đường bằng laser cho phép bạn kiểm soát quỹ đạo của nó. Có khả năng El Diablo không phải là cựu quân nhân, hoặc thậm chí không phải là một tay súng giỏi, những viên đạn chỉ đang làm việc cho anh ta. Miller cũng chỉ ra rằng ngôi nhà an toàn này không an toàn lắm, xác thực cảm xúc của Brandon. Samson kết thúc cuộc họp sau khi hứa sẽ tìm được một nơi trú ẩn tươm tất bằng cách liên hệ với CIA. Trong khi đó,
Morales đang ở trong ngôi nhà an toàn của mình để chơi trò chơi với các cậu con trai của mình. Mặc dù anh ấy dạy chúng chiến đấu vì những gì thuộc về chúng mà không sợ hãi bằng cách sử dụng một kiểu tình yêu rất khó khăn khiến nhiều người trong số chúng sợ hãi hơn là thực sự tôn trọng anh ấy. Sau đó, Morales đến văn phòng của mình định gọi cho El Diablo nhưng thấy anh ta đã ở đó trên ghế của mình. El Diablo muốn được trả tiền cho tất cả các đối thủ mà anh ta đã giết. Nhưng Morales từ chối vì anh ta không giết Kết hoặc Brandon để hoàn thành công việc và đuổi El Diablo ra khỏi nhà, tuyên bố rằng anh ta không thực sự cần anh ta. Sáng hôm sau, Kết và Brandon đang đi đến một ngôi nhà an toàn mới bằng ô tô thì Kết nhận được cuộc gọi từ Carlos, người đã phát hiện ra El Diablo có bạn gái. Anh ta nhắn tin cho Kết địa chỉ của cô ấy nhưng cũng yêu cầu cô ấy cẩn thận vì người của Morales kiểm soát khu phố. Sau khi gác máy, Kết nói với Brandon rằng cô ấy nhận ra rằng anh ta không quan tâm đến hoạt động, anh ta chỉ muốn tìm ra tay bắn tỉa vì đạn của anh ta tốt hơn kỹ năng của anh ta. Brandon thừa nhận đó là sự thật nhưng trước khi anh ấy có thể nói thêm, chiếc xe đã bị một chiếc xe tải chạy qua. Một nhóm đàn ông làm việc cho Morales bước ra khỏi xe tải và nổ súng vào họ. Vì vậy Brandon và cảnh sát hộ tống họ bắn trả trong khi Kết chạy tìm nơi ẩn náu. Tất cả những tên côn đồ của Morales đều chết nhưng thật đáng buồn là Santiago cũng vậy. Brandon nhận thấy Kết đã biến mất và phát hiện ra cô ấy vô tình làm rơi điện thoại của mình trên ghế ô tô, dòng chữ trên màn hình vẫn hiển thị địa chỉ mà Carlos đã gửi. Ngay khi đến khu phố râm mát này, Kết có thể biết rằng có rất nhiều đàn ông đang để mắt đến cô. Cô gõ cửa đúng địa chỉ và gặp Maria, bạn gái của Morales. Người ngay lập tức cố gắng đóng cửa khi Kết đưa ra huy hiệu của cô. Kết cố gắng ngăn cản cô ấy, nhưng điều này đã thu hút sự chú ý của tất cả những tên côn đồ đang vây quanh cô ấy. Và Maria đã đẩy cô ấy trở lại để người của Morales có thể bắt được Kết. Một cuộc chiến bắt đầu giữa Kết và những người đàn ông, và trong khi cô ấy cố gắng hạ được một vài cú đánh, cuối cùng cô ấy vẫn bị chế ngự và bị ghim chặt vào tường. Khi những tên côn đồ bắt đầu xếp hàng để lợi dụng cô ấy, Brandon xuất hiện và bắt đầu bắn chúng. Một nhóm trong số họ đã chết, mặc dù một người đã trốn thoát trên chiếc xe đạp bị đánh cắp và Karen đã bắt được chiếc cuối cùng. Tuy nhiên, khi cô ấy định hạ gục anh ta, Maria đã khiến cô ấy buông anh ta ra bằng cách đe dọa cô ấy bằng một khẩu súng. May mắn thay, Brandon đã làm Maria bất ngờ từ phía sau và sự phân tâm đã cho phép Kết cướp vũ khí của cô ấy. Cô ấy cũng lấy chiếc mề đay trên cổ của Maria có hình cô ấy với El Diablo bên trong. Brandon gửi một bức ảnh về nó cho cha mình để họ có thể chạy nó qua cơ sở dữ liệu bằng phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Brando cũng nói với ông rằng họ đã bị phục kích trước đó, nghĩa là ai đó vẫn đang theo dõi họ. Cho đến khi họ tìm ra ai, anh ta và Kết sẽ trốn ở một nơi khác thay vì nơi trú ẩn được chỉ định mà không hề nói cho Beckett biết địa chỉ. Tại nhà ga, Samson trở nên căng thẳng về toàn bộ tình huống này và cố gắng buộc tội Beckett đã trao quá nhiều quyền lực cho con trai mình trong công việc điều hành, nhưng Beckett phớt lờ anh ta. Kết quyết định đưa Brandon về khu phố cũ để Carlos giấu họ một thời gian. Vị linh mục không ngạc nhiên khi biết Morales có nốt ruồi trong ngành cảnh sát vì anh ta là bạn của nhiều người có quyền lực. Chưa kể đến tất cả những tên tội phạm nhỏ ngưỡng mộ anh ta. Kết nhận ra rằng việc can thiệp vào mạng của Morales có thể khiến anh ta ra khỏi nơi ẩn náu của mình và Carlos chấp nhận chia sẻ một số cái tên mà anh ta biết. Trong vài ngày sau đó, rất nhiều thi thể bắt đầu xuất hiện khắp thị trấn thuộc về nhiều người đàn ông làm việc cho Morales, bao gồm cả nhân viên ngân hàng của anh ta. Đây là tất cả công việc của Brandon, người đã giết mọi tên mà Carlos có thể cung cấp. Miller gọi điện cho Beckett để nói với anh ta rằng Brandon đã mất kiểm soát, nhưng Beckett không biết làm thế nào để tìm thấy con trai mình. Một buổi tối, Carlos dành cho Brandon một đôi tai thân thiện và được nghe về người lính thủy đã chết trước khi mọi chuyện bắt đầu. Brando tiếp tục lo lắng về điều tương tự sẽ xảy ra với mình. Vì vậy Carlos giải thích rằng cách duy nhất để tránh cái chết như vậy là tha thứ cho bản thân vì những thiệt hại về mặt đạo đức mà bạn đã gây ra. Trong lúc đó, Morales cuối cùng cũng rời khỏi nơi ẩn náu của mình, nhưng chỉ để tìm El Diablo tại chỗ của Maria. Anh ta phát ốm vì mất đàn ông, vì vậy anh ta trả cho El Diablo tất cả số tiền mà anh ta nợ anh ta ngay lập tức và hứa hẹn nhiều hơn nữa nếu anh ta ngăn chặn Brandon. Một thời gian sau, Samson và Beckett gọi điện cho Miller để cập nhật cho anh ta thông tin họ tìm thấy về El Diablo. Tên thật của anh ta là Enrique và anh ta là một cựu lính bắn tỉa phòng thủ. Anh ta đến Colombia từ Venezuela 9 tháng trước nhưng họ đã mất dấu anh ta sau khi anh ta vượt qua biên giới. Samson muốn Miller đưa Brandon và Kết ra khỏi chiến dịch nhưng Miller không đồng ý, chỉ ra rằng họ đang làm nhiều việc cho nhiệm vụ hơn bất kỳ ai khác. Trong khi đó, El Diablo trả tiền cho một anh chàng trong khu phố để nói cho anh ta biết Kết và Brandon đang trốn ở đâu. Đây là cách anh ta biết được tất cả về cha Carlos vào buổi tối muộn. Kết nhận được một tin nhắn bí ẩn từ Carlos bảo cô hãy gặp anh ta ở quảng trường lúc 10 giờ tối. Nhưng khi cô cố gọi cho anh ta thì Carlos không bắt máy. Đó rõ ràng là một loại bẫy nào đó. Vì vậy Kết và Brandon lẻn vào một tòa nhà phía trước quảng trường và chờ đợi một số dấu hiệu cho thấy El Diablo có thể ở xung quanh. Vài giờ sau, một chiếc xe tải đậu bên công viên. Và Kết nhận ra những kẻ bước ra từ đó là những tên côn đồ từ khu phố của Maria. Những người đàn ông này làm điều gì đó bí ẩn đằng sau chiếc xe tải trước khi rời đi một lần nữa. Và khi chiếc xe đã được chuyển đi, Kết và Brandon bị sốc khi phát hiện ra Carlos đã bị trói vào một cái cây trong công viên. Kết muốn đi giải cứu anh ta, nhưng Brandon đã ngăn cô ấy lại trước khi cô ấy ra ngoài, nhắc cô ấy rằng đây là El Diablo đang nhử cô ấy. Brandon quyết định cứu Carlos bằng cách bắn vào sợi dây, nhưng phát bắn của anh chỉ sượt qua nó và cho El Diablo biết vị trí của họ. May mắn thay, Brandon đã bắn được phát thứ hai và thả Carlos ra trước khi El Diablo nổ súng vào họ và họ bỏ chạy. Điều này khiến El Diablo tức giận đến mức anh ta bắn Carlos để trả thù.
Ngày hôm sau, cả thị trấn cùng nhau nói lời tạm biệt với vị linh mục bao gồm cả Kết và Brandon. Đứng sau đám đông, Brandon để ý đến gã đàn ông đã trốn thoát trên một chiếc xe đạp vào ngày hôm trước và đuổi theo anh ta qua một vài con phố trước khi bắt được anh ta. Lúc đầu, anh chàng tỏ ra cứng rắn, nhưng khi Brandon nhắc nhở anh ta rằng Morales đã giết vị linh mục yêu quý của thị trấn, tên côn đồ đã bật khóc vì Carlos cũng từng giúp đỡ anh ta khi anh ta ở trên đường. Sau khi Brandon hứa với DEA sẽ bảo vệ nhân chứng, cậu bé chấp nhận thú nhận địa chỉ nơi ẩn náu của Morales. Với thông tin này, nhóm của Samson chỉ mất vài phút để tìm ra Morales và cuối cùng bắt giữ anh ta. Giờ anh ta sẽ bị đưa đến Miami để bị tòa án liên bang Mỹ truy tố. Brandon lo lắng rằng El Diablo sẽ cố gắng ngăn Morales đến Miami và tiết lộ bí mật của họ, và anh ấy đã đúng. Vài ngày sau, El Diablo sẽ đến Hoa Kỳ với một hộ chiếu giả rất thuyết phục. Sau khi đi qua hải quan mà không gặp vấn đề gì, anh ta liên lạc được với nhà cung cấp đạn của mình, người đã để lại cho anh ta một chiếc ô tô với vũ khí mới đang đợi anh ta. Trong căn cứ dự bị Homestead Air ở Florida, Brandon, Kate và Beckett theo dõi Morales đến trên một chiếc trực thăng liên bang. Sau đó, họ cùng với Miller lập kế hoạch phòng thủ chống lại El Diablo, vì họ chắc chắn rằng anh ta sẽ cố gắng tấn công trong khi Morales đang được chuyển đến Miami. Miller cũng thông báo với họ rằng loại đạn mà El Diablo đang sử dụng đã biến mất khỏi kho tiền của chính DEA, điều đó có nghĩa là nốt ruồi của anh ta không ở trong cảnh sát Colombia mà ở đây với họ. Khi Samson đến để giúp vận chuyển, Brandon giải thích kế hoạch cho anh ta. Các đặc vụ của họ sẽ hướng dẫn một đoàn xe bảo vệ một chiếc ô tô với Morales giả đội mũ trùm đầu để dụ El Diablo tiết lộ vị trí của anh ta. Nhưng Morales thật sẽ được đi trên một chiếc xe van riêng biệt hơn là trông giống như nó thuộc về một dịch vụ giặt là. Trong khi Kate, Brandon, Miller và Samson tìm một chỗ trên mái nhà để chuẩn bị sẵn sàng cho El Diablo, đoàn xe rời căn cứ không quân và lên đường, nơi một nhóm tội phạm đã đợi sẵn. Đáng ngạc nhiên là đoàn xe không bị tấn công, những tên côn đồ chỉ bắt đầu di chuyển trong xe của chúng khi chiếc xe van xuất hiện, như thể chúng đã biết trước về trò lừa bịp này. El Diablo cũng đợi chiếc xe van xuất hiện, và sau khi anh ta bắn nó để khiến nó dừng lại, những tên côn đồ rời khỏi xe và nổ súng vào chiếc xe. Miller giết tất cả những kẻ này một cách thành thạo và thấy chúng không thể làm được gì nhiều. El Diablo bắn một lần nữa để đảm bảo rằng những hành khách trên xe đã chết. Chiếc xe tải phát nổ và giờ Brandon đã có vị trí của El Diablo, anh ta chỉ mất vài giây để nhắm và cuối cùng giết chết anh ta mãi mãi. Đoàn xe tiếp tục tiến về phía Miami, nơi người ta tiết lộ rằng người đàn ông đội mũ trùm cuối cùng chính là Morales và chiếc xe tải chính là mồi nhử thực sự. Trên thực tế, chiếc xe hoàn toàn trống rỗng và nhóm đã di chuyển nó bằng điều khiển từ xa. Kate, Miller và Brandon kích động Samson để bắt anh ta vì hóa ra anh ta là người đã chuyển thông tin cho Morales và El Diablo suốt thời gian qua. Samson đã cố gắng từ chối, nhưng nhóm công nghệ thông tin của Miller đã hack điện thoại của anh ta, giờ họ chỉ cần bắt quả tang anh ta vì các tin nhắn văn bản có tên giả và không chứng minh được gì. Điều này khiến Samson cuối cùng phải thừa nhận rằng anh ta đã làm điều đó và thú nhận rằng anh ta đã làm việc cho Morales vì anh ta đã nghĩ rằng kinh tin sẽ là lựa chọn tốt nhất của họ để ngăn chặn một quả bom nguyên tử. Kết không thể tin rằng có rất nhiều người đã chết vì điều này và đấm Samson nhân danh Gaza và Carlos. Sau khi bắt Samson, Miller trở về Washington,